Như Quỳnh và Tình Duyên Lận Đận có tin đồn với Ngọc Sơn, U60 êm ấm bên tình trẻ kém 12 tuổi. Đối với khán giả yêu nhạc Việt, Như Quỳnh không còn là cái tên xa lạ khi sở hữu chất giọng ngọt ngào, da diết cùng khuôn mặt được ví như mỹ nhân động lòng người. Những sáng tác gắn liền với tên tuổi của Như Quỳnh như Duyên Phận, Người Tình Mùa Đông, Vùng Lá Me Bay, Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thì. Như Quỳnh là người có niềm đam mê âm nhạc bất tận. Ngay từ khi còn trẻ, cô đã chinh phục trái tim của rất nhiều khán giả ở quê nhà. Năm 1993, Như Quỳnh cùng gia đình di cư sang Mỹ và tiếp tục nhận được sự mến mộ của những người xem ở hải ngoại. Như Quỳnh được xem là nữ ca sĩ đất xấu nhất thời điểm bấy giờ. Sự nghiệp thăng hoa nhưng Như Quỳnh có đường tình duyên khá lận đận. Cô từng kết hôn với người đàn ông là kỹ sư không lưu người Việt sống tại Mỹ. Cả hai trải qua cuộc hôn nhân êm ấm và có một người con gái tên Melody Đồng Nghi, sinh vào năm 2007. Tuy nhiên, Như Quỳnh cho biết cô chưa từng mặc váy cưới và tổ chức một hôn lễ đúng nghĩa. Không lâu sau, năm 2015, Như Quỳnh chính thức xác nhận đường ai nấy đi với chồng ở Mỹ. Nguyên nhân là do cô cảm thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho chồng cũ. Một phần vì cô quá đam mê âm nhạc và suy nghĩ nhiều cho cuộc sống của mình, Như Quỳnh bộc bạch. Chúng tôi chia tay vì không hợp nhau, nói thật là tôi quá yêu nghề cũng như tính cách ích kỷ, chỉ nghĩ riêng cho mình. Tuy đã chấm dứt mối quan hệ, Như Quỳnh luôn cảm thấy biết ơn vì có cô con gái Melody bầu bạn. Như Quỳnh chia sẻ ước muốn của cô là có một đứa con và ông trời đã ban cho cô món quà vô giá này. Con gái chính là nguồn động lực to lớn của Như Quỳnh sau khi kết thúc hôn nhân với chồng cũ. Một trong số những người từng xuất hiện tin đồn tình cảm với Như Quỳnh không thể không nhắc đến danh ca Ngọc Sơn. Thậm chí, hai người từng bị cho là bí mật tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, cặp đôi chia sẻ đó chỉ là thông tin bịa đặt và hai người vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Như Quỳnh tâm sự cô có một tình cảm rất đặc biệt với Ngọc Sơn. Tôi ái mộ Ngọc Sơn từ khi còn là một cô bé. Lúc đó Như Quỳnh rất nghèo, không đủ điều kiện xem Ngọc Sơn diễn. Chỉ ao ước làm sao để có một lần tận mắt chứng kiến thần tượng của mình. Đối với Như Quỳnh, anh Sơn như một thần đồng, anh có sự táo bạo, trình diễn thì cực kỳ xuất sắc. Thời gian đó, Như Quỳnh ước mình là con trai để theo Ngọc Sơn. Về phía Ngọc Sơn, danh ca nổi tiếng khẳng định anh từng yêu thầm Như Quỳnh vào 20 năm trước, nhưng hiện tại tình cảm đó đã vượt qua tình yêu trai gái, đó là sự ngưỡng mộ dành cho đối phương. Sau một lần tan vỡ trong hôn nhân, ở tuổi 53, Như Quỳnh ngày càng rạng rỡ. Thời gian gần đây, cô vẫn tích cực chạy show, biểu diễn trên sân khấu. Năm 2021, Như Quỳnh tiết lộ đã có người yêu mới. Mặc dù cô không chia sẻ danh tính của người kia, khán giả vẫn nhận ra Như Quỳnh đang rất hạnh phúc. Quang Lê, một người em trong nghề đã nhắc đến Như Quỳnh và người yêu của cô trong một chia sẻ gần đây. Quang Lê chia sẻ bạn trai mới của Như Quỳnh nhỏ hơn nữ ca sĩ 12 tuổi nhưng rất chiều chuộng cô. Quang Lê đùa rằng Như Quỳnh chạy theo trend của các mỹ nhân V-Beat yêu bạn trai kém tuổi. Chị Như Quỳnh rất hạnh phúc, người ấy là thầy thuốc cho Như Quỳnh, chị không còn bị mất ngủ nữa, hát phong độ ổn định. Với nghệ sĩ chúng tôi, giấc ngủ rất quan trọng. Chúng tôi mất ngủ là tinh thần đi xuống liền, cột hơi không tốt, còn quên lời nữa. Giờ anh chị em đồng nghiệp ai cũng khen chị Như Quỳnh hoàn toàn phục hồi 100% và hát rất hay, Quang Lê cho biết.